Thưa quý vị, với số ca mắc COVID-19 tăng cao, hiện nay ngành y tế Đà Nẵng đang triển khai nhiều phương án để điều trị bệnh nhân COVID-19, bao gồm cả tại cơ sở y tế và tại nhà. Với các ca F0 cách ly điều trị tại nhà, các địa phương cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát để bảo đảm hiệu quả điều trị cũng như tránh không để dịch bệnh lây lan xung quanh. Với hơn 90% số ca mắc COVID-19 được cách ly điều trị tại nhà, có thể nói áp lực và khối lượng công việc đối với lực lượng y tế cơ sở hiện nay là rất lớn, nên có thời điểm chưa hỗ trợ kịp thời đối với các F0 mới phát sinh. Trước thực tế này, để hỗ trợ các trạm y tế lưu động, ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai mạng lưới thầy thuốc đồng hành tại tất cả các quận huyện. Chúng tôi sẽ phân tầng những cái nguy cơ của các bệnh nhân mới bị hàng ngày. Nếu trường hợp nào mà có những nguy cơ thấp thì có thể là chúng tôi sẽ cử những tình nguyện viên theo dõi sức khỏe hàng ngày. Còn đối với những trường hợp có nguy cơ cao hơn thì chúng tôi sẽ có những cái khuyến nghị có thể là chuyển tuyến điều trị. Đến nay, Đà Nẵng đã thực hiện cách ly điều trị gần 47.000 trường hợp F0 tại nhà với 75 trạm y tế lưu động được kích hoạt. Cùng với mạng lưới thầy thuốc đồng hành, người bệnh được tiếp cận thông tin đầy đủ và được các bác sĩ hỗ trợ kịp thời. Khi mà một nhân liên lạc thì mình lập tức là mình phán đoán cái tình huống. Nếu như họ những triệu chứng thông thường như là sốt, ho hay là rắc họng thì mình có thể xử trí bằng qua hình thức là điện thoại. Tuy nhiên khi bệnh nhân nói là mình có dấu hiệu khó thở hoặc là tức ngực thì lúc đó là bên y tế sẽ lập tức là mang đồ bảo hộ và thậm chí là những trường hợp cần thiết là mang luôn cả bình oxy đến để cho bệnh nhân là thở và mình có những phương án xử trí. Chúng tôi cũng đã giao trực tiếp lại cho công an phường chỉ đạo cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp với lực lượng tổ COVID cộng đồng cũng như là tổ dân phố là theo dõi giám sát thường xuyên đối với số ca F0 điều trị tại nhà, và đặc biệt là cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động số mà F0 điều trị tại nhà là tuân thủ đúng theo cái quy định của trong quá trình cách ly điều trị, là tự giác chấp hành những cái quy định chung, và phát sinh những vấn đề khó khăn trong quá trình điều trị thì thông tin cho tổ COVID cộng đồng để chúng tôi tiếp cận thông tin để có cái hỗ trợ. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, mỗi ngày Đà Nẵng ghi nhận từ 700 đến hơn 900 ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, thực tế con số này có thể còn cao hơn bởi hiện tình trạng người dân tự xét nghiệm tại nhà khi phát hiện dương tính không khai báo y tế mà tự điều trị đang trở nên phổ biến. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho người bệnh nếu tình trạng trở nặng không được phát hiện để chuyển lên bệnh viện kịp thời, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh. Chủ động xét nghiệm thì đây cũng là một cái là tích cực, tức là cũng ngành y tế trước đây thì cũng đã khuyến cáo là người dân chủ động cho vấn đề xét nghiệm. Tuy nhiên là phải có phối hợp với y tế để thứ nhất là để giám sát cái quá trình lấy mẫu để đảm bảo được cái kết quả xét nghiệm là chính xác. Và thứ hai nữa là để đưa vào cái hệ thống theo dõi điều trị. Cần thiết thì có thể được điều trị sớm để giảm những cái nguy cơ chuyển nặng. Thì cái này thì là vừa qua thì cũng thấy có một số các trường hợp là khi chuyển vào viện thì bệnh nhân là chuyển vào đã có dấu hiệu nặng ngay. Tức là hỏi lại thì là có cái việc là đã phát hiện từ trước nhưng mà lại không có thông báo với y tế. Giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về các trường hợp F0 ghi nhận tại các địa phương để lực lượng y tế cập nhật sớm nhất. Trên cơ sở thông tin này sẽ kịp thời tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người bệnh khi điều trị COVID tại nhà.